Xin chào mọi người, hôm nay mình ăn món chè Thái ngon nhất nước Úc nha. Đây là gì nhỉ? Hạt lựu. Hạt lựu nè. Trời ơi, sao nó đỏ được như thế này hả bà? Làm sao đỏ được này? À, bỏ màu vô. Bỏ màu ha. Hạt lựu này có phải làm từ cái quả mà như kiểu là mã thầy ở Việt Nam không? Đúng rồi đó. Xong mình cắt hạt lựu ra nè. Ăn rất là mát nha. Còn cái này này làm món làm bánh lọt màu xanh, rất là đúng kiểu chè Thái luôn. Chè Thái rất là cần cái màu xanh này đúng không? Đó, còn đây là món gì nhỉ? Này là rau câu. Rau câu, trời, rau câu màu trắng hả? Rau câu có thể làm được nhiều màu đúng không? Đúng rồi, nhưng mà cái này làm màu trắng thôi. Là màu trắng là mình, tại sao mình có được màu trắng nhỉ? Tôi biết là làm màu xanh là mình là dừa đúng không? Còn là màu trắng là mình không cần pha màu gì hết, mình bỏ nước vô thôi. Không, lần trước bà có cho nước dừa đúng không? Làm nước dừa rất là thơm. Nhưng hôm nay là chắc là không có thơm cho bà lần đâu. Bởi vì chỉ có nước trắng không thôi. Còn đây là mít nè. Mít này không phải là mít tươi nha, mít này là mít mua ở ngoài siêu thị. Vì Úc thì không có mít, phải có mít ở Queensland thôi, nhưng mà rất là mắc, mà ăn không thích bằng mít Việt Nam đâu, rất là ngọt luôn á. Đây là mít từ Việt Nam mang sang này, trời ơi, đúng kiểu mít Việt Nam luôn. Còn đây là gì nhỉ? Đây là đậu trắng. Đậu trắng này là mua từ trong hộp đúng không? Không, đậu này luộc. Luộc, tức mình mua tươi về mình luộc hả? Trời ơi, chăm dễ sợ luôn, người ta chỉ mua từ hộp, người ta làm thì mình còn mua về xong rồi luộc lên. Còn đây là món sầu riêng. Sầu riêng là rất là cần phải có trong món chè Thái, rất là thơm. Món sầu riêng này là nhập từ Malaysia đúng không? Ừ, đúng rồi, này sầu riêng Malaysia. Và không có hộp, rất là mắc. Bao tiền một hộp này ở Úc nhỉ? Cái này là 17 đô. 17 đô Úc? À, 17 đô Úc. Mà cái này là bao nhiêu gram? 500 gram. Nửa ký đúng không? Ừ. Đó. Mà tôi mê món chè Thái này chỉ vì cái món sầu riêng này. Rồi bây giờ bắt đầu mình làm nha. Không thể thiếu được món này, đó là món nước cốt dừa. Nước cốt dừa này mình rất là thích cái brand Kara này. Vì sao á? Bởi vì nó rất là ít cáp và nó rất là ít đường mà rất là thơm. Món này là món brand rất là popular của Úc, bởi vì được bán ở Costco này. Bán cả một pack này, nhiều không? Một pack. Thế khi mà mua phải mua cả pack 6 hộp này, không bán lẻ này. Đó. Bây giờ mình bắt đầu làm chè Thái nha. Rồi, ok. Cho mỗi thứ một chút thôi. Một thìa này. Đó. À, mình có nước đường mà đúng không? À, có nước đường nữa. Bà Lam lấy cho nước đường ha. Cái này thời học sinh ở ngoài Hà Nội ý, bọn tớ hay gọi là con run này, ôi xin lỗi mọi người nhá, nhưng mà nó giống thật luôn ý, nhưng mà ăn thì siêu ngon. Rau câu này, trời ơi, mỗi thứ một tí thôi, không thể bị ốc nặng để cứu ở lên. Đây là mít này. Trời ơi, thơm quá, mùi mít này chỉ được đến Việt Nam thôi này. Ở Việt Nam một tỉnh nào có nhiều mít ha? Tỉnh nào nhiều mít nhỉ? Ngoài Bắc cũng rất là nhiều mít này, nhưng trong Nam mít rất là ngọt. Bởi vì mít ý, miền nóng đúng không? Ừ. Đắt bắc nhất này. Tại sao gọi là chè Thái nhỉ? Bởi vì là mày trong đây mình học ở bên Thái à? Ừ, đúng rồi. Bởi vì là Việt Nam có món này à? Bên Thái nó gọi là chè Thái hả? Ừ, đang theo kiểu Thái gọi là chè Thái. Không biết đi Thái ăn chè Thái có giống thế này không nha? Đó, xong mình bắt đầu vừa cái nước cốt dừa lên ha. Cái này đã lắc chưa vậy? Lắc rồi hả? Ừ. Phải lắc đều lên không thì ở trên toàn là cốt dừa béo ngậy, ở dưới toàn nước không à? Đường đâu nhỉ? Em biết đường. Mình có đá xay không ha? Đá xay nữa thì kỳ perfect. Chút xíu nè. Mình không có đá xay rồi. Hôm nay cái máy nhà mình nó bị hỏng rồi. Cho nên ra mình phải dùng cái đá này thôi. Ăn tạm. Yay! Đâu nhở? Cái thìa mình đâu nhở? Cho vào đây.
Mà thấy đẹp không? Rất là nhiều màu sắc nha. Mình có màu đỏ này, màu xanh lá cây này, màu trắng này, màu vàng này. Cái này giống chè bảy màu, nhưng mà là chè Thái. Rồi mời cả nhà ăn nha, ngon cực kỳ, tuyệt thú mèo luôn. Ngon nhất Úc luôn á. Ok. Tôi sẽ phải múc lên, chỗ tôi không để nó hết đẹp. Mọi người enjoy ăn chè nha. Nếu mà thích thì nhớ like mình ha. Còn nếu mà thích nữa nhớ bảo mình sẽ làm một bữa nữa. Ok, bye bye. Chào tạm biệt mọi người. Chào tạm biệt mọi người. Chào tạm biệt, bye bye. See you next time. Thanks for watching.